Chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình, và trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chiếc điện thoại gập nha. Thì mình đã mượn được chiếc điện thoại gập Razer 40 Ultra của Motorola này và mình đã dùng thử nó. Trong đoạn video mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của mình về cái điện thoại năm gập này. Razer 40 Ultra là cái điện thoại màn hình gập mới nhất của Motorola. Thì mình thấy rằng so với lại hai cái thế hệ trước thì Razer 40 Ultra đã là một sự lột xác thực sự, và mình có cảm giác rằng Moto đã thực sự trưởng thành khi mà họ làm những điện thoại gập. Đầu tiên mình nói một chút về thiết kế nha. Các bạn biết được Razer là một cái dòng điện thoại từng rất là nổi tiếng của Moto đúng không? Những năm 2004 hay là năm gì đó, mình nghĩ vậy. Và đó là một trong những cái điện thoại vỏ sò, điện thoại gập mà mỏng nhất thời điểm đó. Tức là Moto phải dùng từ Razer. Razer trong tiếng Anh là cái dao cạo, đặt tên cho nó bởi vì nó quá là mỏng so với lại những cái điện thoại thời đó. Đến bây giờ thì Moto vẫn đặt cho những cái điện thoại của họ tên Razer, nhưng mà nó cũng không còn giữ được độ mỏng tuyệt đối đó nữa. Trên thực tế thì cái Razer 40 Ultra trên tay mình đây nó khá là mỏng. Tuy nhiên thì nó mỏng ở một mức vừa phải thôi, chứ nó không có gì đó là khiến mình trầm trồ hay khiến mình phải wow như ngày xưa. Các bạn sẽ thấy được rằng đây là một chiếc điện thoại được thiết kế giống với lại những cái điện thoại khác của Trung Quốc, đó là nó rất là bóng bẩy và nhiều chi tiết. Ở phía mặt sau này, chiếc Razer 40 Ultra của mình đây nó có màu xanh, cái phần khung nó cũng là màu xanh, và phía trước là một cái màn hình kính. Toàn bộ những cái chi tiết này được Motorola thiết kế và được sơn rất là bóng, dễ bám vân tay. Nhìn qua thì nó rất là đẹp đấy, tuy nhiên thì nếu mà dùng thực tế thì mình sẽ thấy được rằng nó sẽ hơi bám vân tay và đôi khi là nó bóng bẩy quá, nó không phù hợp với lại cái gu thẩm mỹ của mình. Bên cạnh đó thì đây là một cái điện thoại rất là nhiều chi tiết nữa. Các bạn sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ có những cái chi tiết gập, chi tiết về anten rồi là nút, và nó được sắp xếp một cách khá là lộn xộn chứ không được đẹp mắt cho lắm. Ví dụ như là cái cụm nút nguồn cũng như nút âm lượng này. Đây là một thiết kế gập mà phải có cái bản lề. Moto cũng phải đặt những cái thành phần nút làm sao cho hợp lý nhất. Đôi khi mình thấy rằng nó hơi cao so với lại tay của mình, tức là mình không thể nào dùng một tay để mình chỉnh âm lượng mà mình phải dùng đến hai tay. Về màn hình thì chúng ta thấy là cái màn hình bên trong là kích thước lên tới là 6,9 inch, tức là một cái kích thước rất là lớn ở trên thế giới smartphone hiện nay. Và đây là một cái màn hình có tỷ lệ rất là dài, tức là hẹp. Mình nghĩ đâu đó nó phải 29 hoặc là 21.9 thì đó, nó giống như những điện thoại Xperia của Sony vậy. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái tỷ lệ này nó không gây ra khó chịu của mình trong quá trình sử dụng, mà ngược lại trong một số những cái tác vụ của mình thì mình còn thấy nó rất là tuyệt vời nữa. Ví dụ như là mình đọc tin tức, mình đọc văn bản hoặc là mình lướt TikTok chẳng hạn, thì cái tỷ lệ dài này nó khiến cho nội dung nó hiển thị được nhiều hơn, mình đọc mà mình không phải cuộn nhiều. Và cái cơ cấu bản lề của Moto cũng rất là hiện đại nữa. Cái cơ cấu này mình nghĩ rằng Samsung sẽ sử dụng trong năm nay trên cái Z Flip 5 này. Tức là một cái cơ cấu khi mà chúng ta gập nó vào như này, nó sẽ khít hoàn toàn, nó phẳng hoàn toàn, chứ nó không có một cái khe hở nào ở giữa màn hình này. Dĩ nhiên là cái phần màn hình bên trong này sẽ được bảo vệ bởi một lớp khung nó nhô lên, tức là màn hình sẽ nằm lõm ở dưới để khi chúng ta gập lại, bụi bẩn hay những cái gì đó nó bay vào thì nó không bị ảnh hưởng đến cái màn hình bên trong. Và cái cơ cấu gập của Motorola Razer 40 Ultra cũng rất là hay. Mình có thể gập được rất là nhiều góc như thế này, không chỉ là 90 độ hoặc là gập thẳng như thế này đâu, mà mình muốn gập nó bao nhiêu cũng được, và cái bản lề nó rất là cứng. Còn nói về cái nếp nhăn ở trên màn hình này thì mình đánh giá đây là một trong những cái điện thoại màn hình gập mà có nếp nhăn ổn nhất cho thời điểm hiện tại. Tức là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó ở một vài góc cạnh nào đó, và dĩ nhiên là khi mà mình sờ tay qua thì nó vẫn có một vết lõm. Tuy nhiên thì nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với trước đây rồi. Cái phần lõm, cái phần gập này nó được dàn đều ra chứ nó không bị thu nhỏ lại, cho nên là chúng ta thấy là nó rất là nhẹ nhàng mà thôi, chứ nó không bị gập mạnh. Và khi mà mình sờ tay vào mình cũng chỉ thấy nó hơi lõm một chút mà thôi, hầu như là nó không có một cái cảm giác là nó bị thụt xuống hẳn như là trước đây. Và đây là cái màn hình ngoài của Razer 40 Ultra. Các bạn sẽ thấy được nó có một cái kích thước rất là lớn đúng không? Thậm chí là nó còn lớn hơn cả cái thế hệ đầu tiên iPhone 3,5 inch. Và với cái màn hình ngoài này chúng ta thấy là nó còn tràn xuống hẳn cả phần cụm camera này. Cũng nhờ cái thiết kế này mà Moto có đặt một số những cái hình nền vào đây để cho chúng ta có cảm giác rằng phần cụm camera này là một phần của hình nền đó. Ví dụ đây là cái hình nền cái xe, và đây là cái đèn flash của nó này. Đó, cái đèn flash và hai camera này được thiết kế riêng biệt với nhau chứ không nằm trong cụm gì hết, và cái màn hình nó ôm trọn xung quanh cái cụm đó. Cái màn hình ngoài này mình đánh giá là nó đem lại một cái trải nghiệm nhất định cho mình cho cái quá trình sử dụng. Đây các bạn sẽ thấy được rằng mình đã đặt một số cái ứng dụng mình hay dùng ra ngoài màn hình này để cho một ứng dụng có thể sử dụng được. Với màn hình ngoài này chúng ta sẽ phải vào phần cài đặt để chúng ta chọn những cái ứng dụng đó có thể sử dụng như thế nào. Tuy nhiên thì không phải là tất cả những ứng dụng sẽ có thể sử dụng được màn hình ngoài này nha. Mình có thử một vài ứng dụng thì nó hiện tại nó chưa hoạt động với màn hình ngoài này, và nó đem lại một cái trải nghiệm rất là tốt. Ví dụ như mình có thể vào Facebook để mình lướt, hoặc là mình có thể vào TikTok, hay là mình vào Chrome cũng như là Messenger để mình nhắn tin. Tuy nhiên khi mà mình nhắn tin á, do nó là một cái màn hình nhỏ cho nên là nó sẽ bị giới hạn. Khi mà mình bật cái bàn phím lên thì mình sẽ không nhìn được nội dung của đoạn tin nhắn đó nữa, và khi nào gõ xong cái bàn phím nào nó tắt đi thì chúng ta mới có thể quay về cái cửa sổ chat. Motorola thiết kế cái này khá là hay, và mình nghĩ rằng năm nay họ đã trang bị rất là nhiều những cái phần mềm, những cái tối ưu tính năng cho cái điện thoại
gập của họ so với lại 2 năm trước. Như ở đây thì mình đang có rất là nhiều những cái thẻ mình có thể lướt qua lướt lại để mình sử dụng này. Và cái này nó cũng có một số những cái tính năng hay, ví dụ như mình có thể dùng cái màn hình ngoài này để làm gương, hoặc là mình có thể dùng nó làm màn hình preview khi mà mình dùng với 2 camera chính này. Và nó còn có một cái chế độ rất là hay, đó là chế độ túp lều. Đó là khi mà mình đặt nó một góc như này này và mình đặt nó xuống bàn thì nó sẽ hiển thị những cái nội dung tùy biến mà mình đã đặt vào đây trước. Khi đó nó sẽ đóng vai trò như là một cái màn hình thông minh hoặc là một cái chế độ always on display để mình có thể liếc sang, mình xem giờ, mình xem thông báo như là những điện thoại thông thường. Về cơ bản thì mình thấy rằng cái trải nghiệm phần mềm với cái màn hình ngoài này ổn, tuy nhiên thì nó còn có một số cái tính năng nó chưa được tối ưu. Ví dụ như khi mình lướt TikTok ở đây nha, thì nó vẫn cho mình lướt TikTok, nhưng mà khi mình mở ra để mình lướt tiếp ở trong cái màn hình to này này, cái giao diện nó bị thu nhỏ lại, cái giao diện của video nó bị thu nhỏ lại và mình phải tắt hoàn toàn cái ứng dụng TikTok ra đi, mình mở lại thì nó mới hết. Về cấu hình thì Razer 40 Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 và những thông số khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây. Thì mình đánh giá là về pin, về camera hay về loa ngoài thì cái Razer 40 Ultra nó chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi, đặc biệt là với loa ngoài, cái mức âm lượng của nó hơi thấp. Còn về cái cụm camera 12 megapixel đây thì mình đánh giá là ở mức chấp nhận được sau khi mình đã chụp thử một vài tấm, chứ nó không có gì đặc sắc như là những cái điện thoại Android ở gần đây mà mình trải nghiệm. Và vì đây là một chiếc điện thoại flagship của Motorola cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó cũng có tiêu chuẩn kháng nước. Tuy nhiên thì cái tiêu chuẩn của Razer 40 Ultra nó chỉ là IP52 mà thôi, tức là chúng ta không thể đem nó đi bơi, đi tắm hay là sử dụng nó dưới trời mưa được. Tóm lại thì Razer 40 Ultra là một cái điện thoại khá là thú vị và độc đáo bởi vì nó có thể gập lại được như này. Chúng ta thấy đây là một thiết kế rất là đẹp, đặc biệt là với cái màn hình ngoài này. Và mình nghĩ rằng với những điện thoại gập vỏ sò như này thì nó sẽ thích hợp cho nữ giới dùng hơn. Như hôm qua khi mà mình cầm cái điện thoại này và mình đưa cho vợ mình ấy, thì vợ mình rất là thích cái kiểu dáng của nó. Nó sẽ rất là đẹp khi mà gập nó lại. Nó tương tự như là một món đồ thời trang vậy. Chúng ta thấy là nó có một cái thiết kế rất là bóng bẩy, rất là đẹp ở đây đúng không? Khi mà phụ nữ sử dụng thì người ta thích những cái đẹp mà. Cho nên là mình nghĩ rằng với cái thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn như này thì nó sẽ rất là thích hợp. Mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây, đó là cái trải nghiệm dùng thử nhanh của mình với Motorola Razer 40 Ultra. Và mình cũng muốn cảm ơn XT Mobile, đó là cửa hàng đã cho mình mượn cái điện thoại này. Nếu anh em có nhu cầu mua thì có thể liên hệ XT Mobile, họ đang bán cái điện thoại này bản base với giá đâu đó là khoảng độ 20-21 triệu gì đó. Và đây là cái điện thoại nội địa Trung Quốc nha. Mặc dù nó không có sẵn Play Store, tuy nhiên thì qua 2 bước thôi thì mình đã có thể kích hoạt và mình tải cái Play Store về đây để sử dụng như một điện thoại bình thường rồi. Tức là nó không có giới hạn gì cả. Trong năm nay thì các điện thoại Android cũng sẽ tiếp tục tung ra những cái phiên bản điện thoại màn hình gập tiếp theo của họ. Cho nên là thị trường điện thoại màn hình gập vẫn sẽ rất là sôi nổi trong thời gian tới. Anh em hãy chờ đón những cái thông tin về điện thoại màn hình gập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.